Sài Gòn Heat đang chuẩn bị cho loạt bán kết playoff giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á. Có một thực tế là vai trò của các nội binh đã được nâng tầm, thế nhưng cũng không thể phủ nhận sự đóng góp của các ngoại binh tại giải đấu năm nay. Và một trong số những ngoại binh gây được ấn tượng nhất đó chính là Moss Morgan. Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điều thú vị về cầu thủ mang áo số 8. Chắc hẳn bất kỳ khán giả nào từng theo dõi trận đấu giữa Sài Gòn Heat và Hai Tết Bangkok City vào ngày 29 tháng 1 năm nay đều không thể quên những khoảnh khắc như thế này. Tất cả đều đến từ một cầu thủ, Moses Morgan, tân binh của câu lạc bộ Sài Gòn Heat ở mùa giải năm nay. Tôi đã từng chơi bóng ở đại học, giải vô địch bóng rổ ở Thái Lan và chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó có thể chơi bóng tại Việt Nam. Có nhiều sự khác biệt giữa những nơi mà tôi thi đấu. Dễ nhận ra nhất là giao thông và các món ăn. Ở Sài Gòn Heat, huấn luyện viên và các cầu thủ đều sống rất tốt với nhau. Cổ động viên luôn cổ vũ nhiệt tình, dù chúng tôi đôi lúc không đạt kết quả tốt. Mọi người như trong một gia đình vậy. Đây là lần đầu tiên tôi được chơi bóng tại giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á. Giải đấu rất cạnh tranh với nhiều đội bóng mạnh. Điều đó luôn khiến tôi phải cố gắng trong mỗi trận. Chúng tôi là một tập thể đoàn kết. Các đồng đội của tôi rất giỏi. Được cùng mọi người di chuyển khắp Đông Nam Á là một trải nghiệm thú vị. Tôi mong là sẽ được cùng Sài Gòn Heat thi đấu thêm nhiều mùa giải nữa và giúp cho đội bóng giành được thành tích cao.